là tại sao độ ta mà không độ nàng? Một ca khúc, ai viết lời ca khúc này? Ai hát ca khúc này? Ai truyền bá ca khúc này? Xin thưa, gieo cái nhân là đời đời kiếp kiếp không gặp được Phật Pháp, khó gặp được Phật Pháp. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Giữa Alex. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một trong những bài hát đang rất là hot hiện nay. Đó chính là Độ Ta Không Độ Nàng. Mặc dù rất nổi tiếng và được rất nhiều các ca sĩ cover lại, tuy nhiên bài hát lại đang gặp phải rất nhiều các ý kiến trái chiều về câu chữ cũng như là nội dung câu chuyện đằng sau câu hát. Vậy sự thật câu chuyện của bài hát Độ Ta Không Độ Nàng là gì? Và tại sao nó lại gây ra nhiều các ý kiến trái chiều như vậy? Hãy cùng mình làm rõ điều này sau ít phút nữa. Ok, trước khi đi vào phần chính thì chúng ta hãy nói qua một chút về nguồn gốc của bài hát. Bài hát đầu tiên được bắt nguồn từ câu chuyện có tên là Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khang, tạm dịch là Đức Phật và Nàng, được xuất bản vào năm 2008 bởi tác giả Tiểu Xuân, Trương Xuân Di tại Trung Quốc. Sau đấy vào năm 2017 thì câu chuyện đó đã được chuyển thể thành phim với tên là Không Phụ Như Lai, Không Phụ Nàng. Các bạn có thể search tên này ở trên Google thì nó sẽ ra được một cái bộ phim, nó rơi vào khoảng tầm 20 tập, rất là hay, các bạn có thể xem. Và vào năm 2019 thì nó bắt đầu được chuyển thể thành bài hát tại Trung Quốc. Tuy rằng không quá nổi tiếng tại Trung Quốc, nhưng sau khi được hòa âm phối khí và dịch về lời Việt với tên là Độ Ta Không Độ Nàng bởi ca sĩ Anh Duy thì nó lại đang rất là hot. MV Độ Ta Không Độ Nàng đầu tiên được xuất hiện trên kênh của Anh Duy Official. Và tính đến ngày hôm nay thì các bạn không thể tìm lại được cái MV đầu tiên này nữa bởi vì nó đã bị xóa khỏi YouTube. Nếu mình đoán không nhầm thì nó được xóa vào ngày 15 tháng 6. Và khi đó mình đo được trên kênh của anh Duy Official là khoảng hơn 15 triệu lượt xem. Lý do tại sao anh lại xóa đi cái MV đang rất là hot này thì mình cũng không rõ. Có thể một phần là anh gặp phải rất nhiều các ý kiến trái chiều về câu từ cũng như là lời bài hát trong cái bài hát Độ Ta Không Độ Nàng này. Hoặc cũng có thể là bản thân anh cũng không cảm thấy bằng lòng lắm với cái lời bài hát đầu tiên này. Thế nên là mới đây anh mới ra thêm một bài hát gọi là version 2 của Độ Ta Không Độ Nàng. Bài hát Độ Ta Không Độ Nàng New Version này thì đã được đổi một chút về lời hát, tuy rằng vẫn giữ được khuôn nhạc và nhịp nhạc, tuy nhiên nó lại không nhận được nhiều sự chú ý của khán giả như cái bản đầu tiên. Nếu các bạn search bài hát Độ Ta Không Độ Nàng trên YouTube thì các bạn sẽ thấy rất nhiều các bản cover triệu view, mà đầu tiên phải nói đến bản cover của Thiên An. Sau đấy thì chúng ta có của Khánh Phương và mới đây nhất là bản cover của Trấn Thành. Mặc dù bài hát nhận được rất nhiều sự đón nhận từ khán giả cũng như là cộng đồng ca sĩ, tuy nhiên thì lời bài hát và câu chuyện đằng sau đấy lại gây nên rất nhiều các ý kiến trái chiều về Phật giáo. Và để giải được cái khúc mắc này thì mình sẽ tóm tắt lại cái câu chuyện đằng sau cái bài hát Độ Ta Không Độ Nàng là gì. Bài hát này thì đã được ca sĩ Anh Duy kể lại trên kênh Anh Duy Official của mình. Nó đâu đó rơi vào khoảng tầm nửa tiếng, nhưng mà mình sẽ cố gắng tóm tắt nó lại trong vòng vài phút để các bạn có thể nắm được cái ý chính và cũng như là cái cốt truyện. Ok, thì trước kia có một quận chúa, nhà của nàng nằm gần một ngôi chùa. Khi còn bé, nàng thường cùng cha đến lễ Phật. Từ đó nàng quen biết đến một vị tiểu hòa thượng thường ngồi gõ mõ tụng kinh trong chùa. 6 năm trôi qua, vị tiểu hòa thượng tu vi ngày càng cao, nàng cũng ngày càng xinh đẹp. Một ngày nọ, cha của nàng đến tìm sư phụ và tiểu hòa thượng với nét mặt đầy lo lắng. Tiểu hòa thượng lúc đó thì không hiểu sự tình ra sao nên nàng bèn hỏi, chàng có thích ta không? Tiểu hòa thượng không đáp lại. Nàng liền nói, ta hiểu rồi. Lúc đó cha của nàng trở ra dự định dẫn nàng đi. Nàng một mực không đi, nhất quyết ở lại bên tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng lại nói rằng nam nữ thụ thụ bất thân, mời quận chúa về cho. Đến lúc này thì nàng bèn hét lớn với chàng rằng là ta thích chàng. Nhưng tiểu hòa thượng lại quay lưng lại với nàng rồi bước về phòng. Sau đó thì không còn nghe thấy tin gì của nàng nữa. Còn vị tiểu hòa thượng thì tu vi ngày càng cao. Một ngày nọ khi tiểu hòa thượng dự định sẽ truyền bá Phật Pháp thì nghe được tin dữ là quận chúa đã mất. Nàng vẫn mặc bộ quần áo xuất giá đỏ và treo cổ tự vẫn. Nguyên nhân là bởi vì có một vị hoàng tử với tâm địa xấu xa đã nhắm trúng nàng, muốn cưỡng hôn và ép nàng trở thành thiếp. Tuy nhiên nàng lại không đồng ý. Đêm trước ngày thành thân, vị hoàng tử kia đã uống say rồi đến phòng nàng, cùng nàng động phòng trước, đã cưỡng ép chiếm đoạt sự trong trắng của nàng. Quá đau lòng khi nhìn thấy thi thể của nàng trong bộ váy xuất giá, đầu đeo khăn van đỏ, tiểu hòa thượng nói, nếu Phật đã không độ nàng, vậy thì ta sẽ biến thành ma quỷ để bảo vệ cho nàng. Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng tìm đến tên thái tử đó và một kiếm chém đứt yết hầu của hắn. Sau khi đoạt mạng thái tử, chàng chính thức rời xa chính đạo và rơi vào tâm ma. Ok, thì đây chính là cái câu chuyện đằng sau bài hát Độ Ta Không Độ Nàng. Tuy nhiên đây chỉ là phần 1 của câu chuyện, nó còn phần 2 nữa. Thì mình sẽ xin phép được tóm tắt lại cái phần 2 này nhanh thôi. Sau khi rơi vào tà phái, nhờ thọ bẩm quyền năng chánh pháp,
Thế nên chàng chả mấy chốc mà có sức mạnh khuynh đảo trời đất, có thể chu du khắp cửu giới và đã xuống âm phủ để tìm tung tích đầu thai của nàng. Tuy nhiên thì Địa Tạng Vương Bồ Tát thì đã không ghi nàng trên sách sinh tử và lặng thầm đầu thai nàng thành môn hạ của Trường Lưu Sơn, một trong danh môn chánh phái của tam giới, tức là đại khái là môn hạ của tiên ấy và chống lại tà đạo. Thì sau 18 năm sau gặp lại thì chàng bây giờ đang là một ác ma của tà đạo, còn nàng thì đang là môn hạ của Trường Lưu Sơn. Thế nên là sau 18 năm thì hai người dù đã nhận lại được ra nhau thì lại ở hai bên đối lập nhau, một bên là tà đạo, một bên là chính đạo. Sau đấy ít lâu thì một trận đại chiến chính tà đã nổ ra. Và vào lúc căng go nhất, lúc này là trưởng môn của Thanh Vân Môn là Thiên Thành Tử đã vận dụng Chu Tiên Kiếm để tung đòn chí mạng với mục đích là đoạt mạng chàng. Khi nhận biết chuyện xảy ra, nàng đã rất cay đắng và phải dùng hết hồn phách của bản thân tạo thành khiên chắn bảo vệ cho chàng khi Chu Tiên Kiếm phóng tới. Đến đây thì chàng một lần nữa lại phải ôm người con gái mình yêu chết trong tay mình. Lòng hận thù chàng bỗng nhiên vụt tắt. Chàng nhận ra rằng trả thù rồi cũng sẽ chẳng đến đâu, ta và nàng dù có gặp mặt thì cũng mãi mãi không thể chung bước. Đời vô thường, chỉ một cái quay lưng là mãi mãi lạc mất nhau. Sau khi nàng hồn siêu phách tán vì đỡ Chu Tiên Kiếm, chàng quyết định quay trở về chính đạo để nâng cao tu vi hầu, tìm cách để thu hồi hồn phách của nàng và một lần nữa mong có thể cải tử hoàn sinh nàng. Thấm thoát đã 500 năm trôi qua, đạo hành tu vi của chàng ngày càng cao, niết bàn đã cận kề. Tuy nhiên chàng thì cũng không có cách nào để có thể thu thập được lại hồn phách của nàng. Quá đau buồn, chàng trở về Linh Đài Sơn xin lời dạy của Phật Tổ với mong muốn có thể cứu sống được hồn phách của nàng. Khi đó Như Lai mới hỏi chàng rằng, con có chấp nhận mất kim thân và 500 năm tu vi để hồi sinh cô ta không? Ngài còn nói thêm, hãy nhớ rằng nếu mất kim thân thì con không còn là cốt Phật nữa mà trở thành người phàm, khi đó sẽ phải chịu sự chi phối của sinh, lão, bệnh, tử trong nhân gian. Không một chút do dự, chàng đã đồng ý ngay. Và chính lúc này kim thân của chàng cùng với sức mạnh của Hồng Hoa và chuyển hóa sức mạnh đó thành nguyên thân và hồi sinh nàng. Và từ đó cả hai người sống hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc thì chưa được bao lâu thì thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Ngôi làng mà hai người chung sống đã bùng phát dịch bệnh và nàng thì đã lâm vào bạo bệnh và qua đời sau đó. Vì quá tiếc nuối và thương nhớ nàng nên chàng đã không ăn không uống, ngẩn ngơ bên mộ của nàng suốt 3 ngày 3 đêm và từ đó cũng lìa bỏ thế gian. Linh hồn của cả hai đã gặp nhau ở sông Vong Xuyên. Tại đây thì hai người dường như đã giác ngộ. Vì bi ái như gió thoảng mây trôi, đời người mong manh, hà cớ gì phải mãi chấp mê bất ngộ. Đức Phật trên cao như đã thấu hiểu và đã nở một nụ cười từ bi, tiếng vọng của người vang mãi xuống tới sông Vong Xuyên. Nếu cả hai con đều đã giác ngộ, nay ta cho phép hai con trở lại về dương thế mà chọn lấy một con đường tu tập, từ bỏ chấp niệm mà tu hành chánh quả. Duyên nghiệp ái tình của các con cũng nên chấm dứt ở đây. Sau khi cả hai tu tập tích lũy được công đức, chàng được phục hồi trở lại vị trí Hàng Long La Hán, còn nàng thì trở thành Liễu Mộng Thánh Mẫu. Cả hai bay tới Đài Linh Sơn để nhận sắc chỉ của Như Lai. Tại đây thì chàng cũng nêu thắc mắc với Như Lai về mối tình của mình, tại sao lại trở nên trắc trở như vậy. Thì Như Lai mới liền đáp lại rằng, vạn sự trên thế gian này đều không thoát khỏi luật nhân quả tuần hoàn. Con chính là Hàng Long La Hán, một trong 18 đệ tử của ta. Vì thế gian rơi vào cảnh mạt pháp mà phải tái sinh để bảo vệ chính đạo. Ở kiếp 400 của con đã gieo duyên cứu sống một cây liễu nhỏ mọc bên vệ đường, vun trồng cho nó khi vùng đất nơi đó bị oán khí làm cho cây cỏ héo úa. Cảm kích trước ơn cứu mạng, cây liễu đó đã ngày đêm tu luyện, mong có thể gặp được lại cố nhân để trả mối ân tình này. Cho đến kiếp thứ 432 của con, khi con đạt đến cảnh giới thiền nhập định dưới cốc cây liễu, thì chẳng may nơi đó xuất hiện một cơn lốc xoáy. Liễu cô nương đã dùng toàn bộ pháp lực yếu ớt của mình để tạo thành khiên chắn bảo vệ cho thân xác của con. Vì đạo hành còn thấp nên cô ta đã hy sinh chân nguyên của mình nhằm cứu lấy thân xác của con. Như thế nàng đã gieo một mối nhân duyên với con, cho nên con và nàng phải trả cho hết mối nhân duyên ấy trước khi con có thể nhập niết bàn. Do có công bảo vệ La Hán tu hành nên kiếp sau nàng được chuyển hóa thành quận chúa trong một hoàng tộc và gặp gỡ con như con đã biết. Và sau đấy thì chàng đã cúi đầu và nói, thưa Đức Thế Tôn, đệ tử nay đã hiểu. Ok, và đó là kết thúc của toàn bộ câu chuyện đằng sau câu hát độ ta không độ nàng. Thế nên là có thể có nhiều người chưa nghe hết được cái câu chuyện đằng sau câu hát độ ta không độ nàng này mà dẫn đến hiểu lầm cũng như là gây sự khó hiểu cho người nghe. Và bản thân lời bài hát thì cũng dùng rất nhiều từ Hán Việt mà bản thân mình cũng không thể hiểu được. Ok, và đó là một câu chuyện đầy đủ đằng sau câu hát độ ta không độ nàng.
Thế nên là nhiều bạn có thể là chưa hiểu hết được cái câu chuyện này hoặc chỉ nghe được một phần câu chuyện. Thế nên đã dẫn đến nhiều các ý kiến trái chiều. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ nói về các sư thầy nói về bài hát. Thì đang có rất nhiều các luồng ý kiến trái chiều về cái phần 1 của cái bài hát này. Thì phần 1 ở bài hát này thì đang có hai cái yếu tố mà mình thấy các sư thầy đang nói về nhiều nhất. Yếu tố đầu tiên đó chính là cái anh chàng này, anh dù đã có tu vi rất là cao, tuy nhiên anh lại vẫn dính phải bụi hồng trần, tức là chưa thoát hết được bụi hồng trần như là duyên kiếp với cả cái cô nàng này. Thế nên là mới không tu đắc đạo được. Và yếu tố thứ hai, đây cũng là yếu tố mà các sư thầy mình cảm giác là phản ứng rất là gay gắt nhất, đó là chi tiết là chàng một kiếm chém đứt yết hầu của cái tên thái tử đó. Thì như các bạn biết, những người hướng Phật thường là có tâm niệm rất tốt, họ sẽ không sát sinh, thậm chí là ăn chay, không làm tổn hại đến cả một con kiến, một con sâu, chứ nói gì đến việc là giết người. Thế nên cái chi tiết một kiếm cắt đứt yết hầu của vị thái tử đó đã gây ra rất nhiều các sự phản đối rất là gay gắt. Người nào viết lời ca khúc này là một, thứ hai, ai hát ca khúc này là hai, nói thẳng luôn. Thanh Duy này, Khánh Phương này gì đó, những ca sĩ ăn theo cái trào lưu này, xin thưa ngay lập tức gỡ bỏ bài hát đó xuống đi. Đừng làm hoen ố, đừng làm có một cách nhìn bi lụy tiêu cực vì hình ảnh của một người tu sĩ. Bản thân mình thì cũng đã đọc rất nhiều các cái comment cũng như là các ý kiến, các clip của các sư thầy nói ở trên YouTube. Thì mình có gặp được một sư thầy nói như thế này, tức là thì thầy cho rằng cái câu chuyện này nó chỉ là hư cấu thôi, nó không có thật. Tuy nhiên thì dù gì chăng nữa, cái anh chàng trong cái câu chuyện này cũng là đáng thương hơn là đáng ghét. Thế cho nên nếu như sự vất vả khổ cực quá mà có một con người nào đó không gồng gánh, không vượt qua được những gian khó để bắt đầu không ngược dòng nữa mà trở thành xuôi dòng của trần thế này, thì các vị cũng phải cảm thông và đó là người đáng thương hơn, đáng ghét, đáng trách. Nhớ như vậy. Ok, thì bản thân mình cũng đã nghe bài này rất là nhiều rồi và mình cũng không có bất kỳ một suy nghĩ sâu xa vì về cái câu chuyện cũng như là lời bài hát này. Đơn giản là mình thấy hay là mình nghe thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Tuy nhiên thì các ý kiến của sư thầy cũng là có những ý đúng về cái việc là lời từ bài hát và cũng như ý nghĩa của câu chuyện thì nó có ý xúc phạm về Phật giáo. Còn các bạn khác thì nói rằng đây là một câu chuyện hư cấu rất là bình thường thôi, nó chỉ là một câu chuyện hư cấu trong một bài hát thôi, nó không có mang nhiều tầng ý nghĩa cũng như là một cái ảnh hưởng gì đó quá là lớn. Thế nên việc các sư thầy nói như vậy là cũng có phần là hơi gay gắt. Ok, còn bản thân mình thì sau khi được nghe hết bài hát, đọc hết tất cả các ý kiến của các bạn đọc cũng như là các ý kiến của các sư thầy thì mình vẫn rất là 50-50, coi như là mình đứng ở giữa hai luồng ý kiến đi. Mình không đứng về bên nào cả, mình thấy các sư thầy nói cũng có ý đúng và các bạn nói thì cũng có ý đúng. Có thể do mình không hiểu biết quá nhiều về Phật giáo, thế nên là mình cũng không có ý kiến gì trong cái vấn đề này cả. Ok, còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại các bạn ở những clip lần sau.